Thưa quý vị, tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Vịnh diễn ra lâu nay tại Đà Nẵng, gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị đã diễn ra nhiều năm nay. Thành phố đã liên tục tuyên truyền vận động nhưng người dân không tự tháo dỡ, khiến chính quyền địa phương phải triển khai các công tác tháo dỡ, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Liên tục trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng của phường Nại Hiên Đông phải dầm mình dưới nước để phá bỏ những lồng bè nuôi cá trái phép như thế này. Sau khi nắm rõ chủ trương của thành phố, một số hộ đã chủ động cùng lực lượng chức năng tháo dỡ bè nuôi tự phát của mình. Những cái bè mà em không có lùm hoặc là bè mà còn dư á, là em nhờ anh tới tháo dỡ hết mà. Em không tự tháo dỡ nữa mà, tháo năm mới cưới mình nữa rồi. Tuy nhiên, không phải hộ nuôi trồng thủy sản nào tại Vịnh Mân Quang cũng chấp hành chủ trương của thành phố Đà Nẵng. Lấy lý do kinh phí đầu tư nhiều, thủy sản chưa đến tuổi xuất bán, hiện nhiều hộ vẫn cố tình không chấp hành việc tự tháo dỡ. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là con giống đang tăng trưởng, sinh lớn và nguyện vọng của chúng tôi là xin đến cuối năm để cho chúng tôi xuất hết cái đợt cá này. Nhà nuôi hết vụ này xong rồi bắt đầu người dân tự dỡ tổ, tự dân dọn dẹp, làm hết gì đó. Để bây giờ còn con giống của người dân làm đi đó, của đồ bỏ đó là biết bao nhiêu tiền như thế. Từ nhiều năm nay, Đà Nẵng đã có chủ trương chấm dứt tình trạng nuôi thủy sản trái phép trên các sông, vịnh. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền các cấp đã nhiều lần tổ chức đối thoại với các hộ nuôi, yêu cầu không tiếp tục thả con giống từ nhiều vụ trước. Thế nhưng, tình trạng vẫn liên tục tái diễn. Nuôi lồng bè về cái vẹm hầu đã triển khai thì tháo dỡ. Và còn là hiện nay thì còn lại những cái hộ dân mà nuôi cá thì chúng tôi tiếp tục hoạt động. Và những hộ không tự tháo dỡ thì tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Không năm nào người nuôi trồng thủy sản trái phép tại đây không bị thiệt hại bởi các yếu tố thiên tai ô nhiễm. Việc Đà Nẵng kiên quyết xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép là điều cần thiết nhằm đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị cũng như định hướng phát triển của địa phương.